Chào mừng quý vị khán thính gia và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt Quốc Channel. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành và thành công trong cuộc sống. Và sau đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay có nội dung như sau. Biên giới Tây Nam nguy to hơn 1.000 quân trung cam đánh vào cửa khẩu Lộc Thịnh. Tượng Khánh đích thân chỉ huy đánh trả. Quân trung cam chạy tán loạn. Đêm hôm qua, người dân xã Lộc Thịnh, thuộc tỉnh Bình Phước đã bị một phiền hú hôn khi quân đội Trung Cám bất ngờ tấn công một đồn biên phong cửa khẩu Tha Vát hay còn gọi là cửa khẩu Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau khi cả ngày hôm nay những người dân nơi đây được chứng kiến trận chiến đêm hôm qua. Không thể phía Việt Nam ta đưa ra lời tố cáo lên án phía Campuchia. Tuy nhiên, mọi người vẫn tôn trọng và tin tưởng nhà nước Việt Nam khi cho rằng đằng sau vụ ông này còn chứa đựng những âm mưu chưa được phía Việt Nam làm sáng tỏ. Phía Campuchia vẫn đang cầm lần không đã đồng định vấn đề này, mặc dù những vấn đề khác Campuchia lại đưa ra một cách triệt đệ. Thưa quý vị và các bạn, cùng vào buổi sáng ngày hôm nay, Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra thông cáo về viện biển, biển Đông. Lời tuyên bố của một tướng hải quân vào ngày hôm qua, Tập Cận Bình hôm nay lại khẳng định lại một lần nữa sẽ đưa nhiều vũ khí và quân đội. Đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và Trung Quốc vẫn gọi là Tây Sa và Nam Sa, Tập cận bình cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam là nước luôn phản đối Trung Quốc về vấn đề chủ quyền hai quần đảo này. Nhưng Trung Quốc một lần nữa xin nhắc lại rằng Việt Nam không có quyền tham gia bình luận về việc Trung Quốc đưa quân đội và vũ khí đến hai quần đảo đó, bởi vì hai quần đảo đó thuộc về quần đảo Nam Sa và Tây Sa của Trung Quốc. Cùng trong bài phát biểu sáng nay, Tập cận bình đã có quyết định sẽ dùng vũ lực nếu bất cứ tàu bè, phương tiện nào xâm phạm đến hai quần đảo nói trên. Trung Quốc không thích chiến tranh, nhưng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực nếu kẻ đó thích gây chiến. Đó là lời tuyên bố đanh thép của Tập Cận Bình khi chuẩn bị đưa quân đi ăn cướp lãnh hải của Việt Nam. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ tín hiệu tích cực nào từ phía chính quyền Việt Nam. Người ta nói cơn sóng ngâm là cơn sóng lớn. Rất có thể phía Việt Nam ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận một cuộc giao tranh quyết liệt diễn ra trên Biển Đông vì đối với Trung Quốc chỉ có thực tế chứng minh bằng vụ lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Trung Quốc hãy coi chân Việt Nam nhỏ bé xin mời nhị vào, nếu cảm thấy rằng miếng mồi đỏ quả ngon ăn. Kính thưa quý vị khán thính giả, ngay sau khi xảy ra vụ đụng độ biên giới Việt Nam và Campuchia vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã tuyên bố chiến tranh biên giới với Việt Nam trên đài truyền hình của nhà nước Minh. Cùng ngay sau đó, phía Việt Nam ta đã triệu hồi đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội. Để phản đối việc phát ngôn, thiếu tính xác thực của Thủ tướng Hun Sen. Trong bài phát biểu điều trưng tại Hà Nội diễn ra vào 10 giờ sáng nay, đại sứ quán Campuchia đã cảm kết xác minh lại vụ việc. Bình lĩnh hai nước đã đụng độ nhau xảy ra tại biên giới hai nước thuộc tỉnh An Giang của Việt Nam và tỉnh Khang đèn của Campuchia. Phía Việt Nam cũng yêu cầu Thủ tướng Hun Sen phải có lời xin lỗi nhân dân Việt Nam vì những cáo buộc vô căn cứ của mình. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, ngay sau khi có bài trả lời phỏng vấn, giới báo chí tại Hà Nội, ông đại sứ quán Hùng Ba của Trung Quốc có đưa ra lời nhận định rằng Việt Nam luôn tìm cách áp đặt Campuchia, phải luôn đi theo hướng chỉ đạo của mình. Tuy nhiên, Campuchia đều né tránh vì quyền tự quyết của mọi người đứng đầu nhà nước Campuchia có xu hướng đối lập. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vấn đề quan hệ của hai nhà nước Việt Nam và Campuchia đã rạn nứt trong thời gian qua. Phải kể đến cách hành xử của ông Thủ tướng Hun Sen đối với các cấp thuộc cấp của mình. Trong một sự kiện mới nhất xảy ra vào 7 giờ tối ngày hôm qua, mùng 6 tháng 5, người đứng đầu của nhà nước này lại tiếp tục khiến lòng dân rối loạn. Khi ra lệnh cho quân đội đến nhà riêng của một viên tướng hai sao bắt giữ viên tướng này, theo nguồn thông tin từ Tổng cục Quân Bảo hai của Việt Nam, viên tướng hay sao có tên là Soi khắp đã có lời phản bác thủ tướng hun sen khi ngài thủ tướng đưa ra lời tuyên truyền chiến tranh biên giới việt nam qua đó ông kêu gọi các tướng sĩ không nên tham gia vì cuộc chiến vô bộ không vì lợi ích phục vụ cho người dân campuchia chỉ sau đó một tiếng đồng hồ khi viên tướng này đưa ra lời phát ngôn quân lĩnh của hun sen đã ập đến nhà để bắt giữ nhưng viên tướng này lúc đó vắng nha. quân lĩnh đã được lệnh của hun sen bắt vợ con của viên tướng này vì lo sợ ông ta chạy trốn không trở lại. Một nguồn tin mới nhất cho rằng viên tướng này cho biết trước Thủ tướng Hân Sen sẽ cho quân đội đến Bắc Minh nên đã trốn đi. Trước đó, ông ta sẽ đến biên giới Việt Nam để tham gia vào quân đội nổi dậy của tướng Sắc Khốt. Đó là lời của nguồn thông tin trên tiết lộ. Sau vụ bắt bớ này, nhiều tiến sĩ Campuchia tỏ ra bức xúc. Hân Sen có thể bắt những viên tướng này phản bội ông vì lo sợ quyền lực của ông ta bị thay đổi nhưng vợ con của ông không có tội tình gì. Việc hình sen bắt giữ vợ con của họ đã làm lòng dân oán thán. Từ đó sẽ dần tới các cuộc biểu tình hoặc các phe cánh nội dày của các quân đội ngoại tình, không trực thuộc nằm trong thủ đô Ponepen. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, vẫn liên quan đến vấn đề Việt Nam và Campuchia vào đêm hôm qua, ngày 6 tháng 5 năm 2020, một đội quân gồm khoảng 400 binh lính được cho là của hai nhà nước Trung Quốc và Campuchia đã tấn công vào đồn biên phòng cửa khẩu, Phụ Tà Vát, tỉnh Bình Phước, giáp với tỉnh Campong, tràm của Campuchia. Được biết, cửa khẩu Tà Vác đã chính thức được đổi tên thành cửa khẩu Lộc Thịnh vào tháng 3 năm 2013. Nhưng người dân hai nước gần cửa khẩu này vẫn quen gọi là cửa khẩu Tà Vác. Nhiều người dân nơi khác khi đi đến cửa khẩu này gọi tên là Lộc Thịnh. Thì nhiều người còn không biết nhưng cứ nói đến cửa khẩu Tà Vát thì ai cũng biết. Đây là cửa khẩu phụ nhưng không phải vì thế mà người dân hai nước ít qua lại nơi đây. Từ trước tới nay, trong các tỉnh của Việt Nam giáp tranh với Campuchia, tỉnh Bình Phước được cho là yên ổn nhất. Cách đây ít ngày, tình báo Tổng cục hai Việt Nam tại Campuchia đã cho biết quân chủ lực Campuchia đã vận chuyển nhiều vũ khí đến khu vực này. Tất cả các loại vũ khí này đều là của Trung Quốc được vận chuyển từ cảng biển Rem tới đây. Vào đêm mùng 3 tháng 6, một đội quân Trung Quốc được cho là cũng đi di chuyển từ trung tâm huấn luyện Sihanoukville Vela về thành phố Kampong Cham, cách biên giới tỉnh Bình Phước khoảng 6 km. Được biết, đội quân này có hơn 1.000 binh lính Trung Quốc đi cùng có nhiều xe bọc thép, xe tăng tiếp 15 hẹn nhẹ của Trung Quốc. Một thủy đoàn pháo binh 166mm cũng được di chuyển tới đây Trước đó, trong một cánh rừng tràm cách biên giới Việt Nam khoảng 7 km, tình báo của Việt Nam đã phát hiện nhiều cây cối bị chặt theo hang núi do cửa máy tạo ra. Những cây cối này bị chặt đi tạo thành những lối xe đi sâu vào trong cách rừng. Cách đường lộ bên ngoài khoảng 2 km. Tại đây, một kho vũ khí được lĩnh Trung Quốc và Campuchia tạo nên. Theo các hình ảnh chụp được, kho vũ khí này có vẻ chỉ làm tạm thời chứ không có tính chất lâu dài ngoài cây cối và các cục sắt được truyền đến tạo thành các trụ cột kho vũ khí này không được xây dựng bởi xi măng sắt thép nguồn tin cũng xác nhận rằng chỉ có pháo binh loại 166 mm xe tăng hiện nhẹ tiếp 15 và các loại hỏa lực dùng cho bộ binh kho vũ khí này không có tên lửa hoặc máy bay chiến đấu tuy nhiên tình báo Việt Nam khẳng định tất cả binh lính ở đây đều là lính của Trung Quốc Cách đó 6 km, có một đồn biên phòng của Campuchia, quân chủ lực gồm sư đoàn Bộ Binh 189 của Campuchia thì cách đó 3 km. Từ hôm có thông tin lính Trung Quốc đại chuyển tới khu vực này. Phía Việt Nam ta đã tăng cường hai trung đoàn bộ binh thuộc quân khu 5 về đóng quân gần khu vực biên giới. Trong mấy ngày vừa qua, hai trung đoàn bộ binh này cấp tốc cho xây dựng nhà cửa danh trại trên phần đất thuộc về xã Lộc Thịnh, người dân ở đây cùng tiếp sức đóng góp tiền bạc và công sức để xây dựng lên những lánh trại tạm thời cho các chiến sĩ. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5 năm 2020, nhiều tiếng nổ lớn và bùng phát xung quanh đồng biên phòng cửa phẫu Ta Nhiều tiếng nổ còn bùng phát nữa giữa sân đồn biên phòng nơi để hát quốc ca buổi sáng và để tập thể dục cho các chiến sĩ. Những quả đạn này được xác định là pháo cối 82mm từ bên kia biên giới Campuchia bắn sang. Sau loạt pháo cối kéo dài 15 phút, 400 lính trung cam đã từ bên kia biên giới tấn công vào đồn biên phòng này. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên, cuộc pháo cối đối phương bắn sang, đại đội lính biên phòng tà vát đã được lệnh triển khai tấn công. Lệnh xin tri viện và xin xe cứu thương cũng được đại đội trưởng báo đi. 18 chiến sĩ của ta trong lúc đang ngủ đã bị thương khi pháo cối 82 của địch bắn sang. Tất cả các chiến sĩ còn lại rời khỏi đơn vị, tiến nhanh ra khu vực giáp biên, đón nóng quân địch tấn công. Tại khu vực cột mốc 240, một nhóm biên phòng của ta gồm 6 chiến sĩ đi tuần trước. Đã có mặt trước ở đây. Một số lều lãng tạm thời ở đây cũng đã được dựng lên để ngăn chặn dân vượt biên giới trái phép. Đại đội lính biên phòng tỏa ra khu vực này vì dự đoạn lính địch sẽ tràn qua nơi đây. Và đúng như dự đoạn của phía quân đội ta, 400 lính trung cam đã tấn công ao ác qua khu vực cột mốc 240 này. Chúng tập trung hỏa lực đánh nhanh, thẳng nhanh vào mục tiêu là xóa sổ đại đội lính biên phòng của ta. Vào lúc 2 giờ 15 phút sáng nay, trận đánh bắt đầu diễn ra ác liệt nơi đường biên giới. Lực lượng biên phòng của ta vừa đánh vừa rút, vì thế giặc quá mạnh. Tính ra số quân lính địch gấp 4 lần của ta. Trong khi đó hoa lực của địch cũng quá mạnh, chúng sử dụng cả B-40, B-41 và DKZ. Những chiếc lãm tạm thời của biên phòng ta dựng để ngăn chặn dòng ngư việt biên đều bị chúng dùng hỏa lực bắn chảy dư dội. Khỏi lừa bốc lên nghi ngút, không có gì dập tắt được. Trong khi đại đội biên phòng của ta đang nguy khốn, thì hai trung đoàn quân chủ lực quân khu 5 đã đến tri viện. Lập tức, gió đã đổi chiêu, Nhưng tên lĩnh giặc hung hăng nhất của địch chợt hừng lại khi phát hiện hàng loạt súng hỏa lực của hai trung đoàn quân chủ lực Việt Nam. Chỉ trong vòng 15 phút, quân địch không chống được, đã phải rút lui. Nhưng chính lúc rút lui là chúng mới bị thiệt hại nhiều nhất.